Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Nhưng mà Tuấn không có đi xe nữa. Tại vì xe Tuấn đã đậu xong rồi, Tuấn đã tới rồi. Đỡ mất thời gian di chuyển. Thì hôm nay cũng sẽ tiếp tục là sắp Tết. Và Tuấn sẽ quyết định là đi mua đồ Tết. Và cái shop đầu tiên mà Tuấn sẽ tới đó là địa chỉ ở đâu nhỉ? 59 59 sạc 10B. Đó shop rồi, đây. Đây là showroom. Dân đơn. Đây cũng chấp cho nên là mọi người thấy design của cái shop này. Thì Tuấn có dịp đã cộng tác với lại Nam Phùng rồi. Thì đây là lần đầu tiên mà Tuấn qua showroom của Nam Phùng. Ồ, đồ đẹp chất nhỉ. Em ơi Quên mình muốn mua cái gì là mua đâu. Thì sao vậy? Thì chị nói rồi đó, chị mỗi shop gì chị cho em đúng 2 triệu thôi. Chứ không phải em muốn làm gì em làm đâu. Đồ ở đây nhiều lắm thôi, nhiều mà đừng mua nhiều lắm. Đây, cầm cầm. Được á. Nè, đúng 2 triệu. Ở một shop vậy là 2 triệu, mà em đi mấy shop cũng được. Đây, ví dụ mình mua mình là không, mình không mua thiếu, mua sao không? Không chứ cổ không nhớ thiếu. Ờ nhớ nha, tôi nhớ mừng từng người. 2 triệu giờ mấy? Cho con giá thử trước coi. Ô cái này là 450 ngàn. Ô thun trước hiện là 450 ngàn. Ô áo thun ở đây á là giá dao động từ bao nhiêu tới bao nhiêu mà? Mình như nghề áo kiểu rất là như này. À. Và đây thì nó giá tầm 450 rồi. Tầm 450-600. À, rồi vậy là áo thun dao động giá là từ 450-600. Còn gương đây là bao nhiêu nhỉ? Nguyên một set là bao nhiêu? Một set này là 1.3 áo 600. À, áo 600, quần 700. Là 1.3. 1.3 như vậy. Giờ nếu như mà mình 2 triệu thì mình chỉ mua được 2 cái một cái quần. Dạ, cho bạn mua cái này, bạn tính toán dữ vậy. Cái vest này là bao nhiêu nhỉ? Cái vest này giá là 7 triệu. Mọi người nhìn xem nè. Chất vải nè, rồi cái đường chỉ may rất là tinh tế nè, mọi người nhìn đây. Vest này là 7 triệu. Mà tài khoản mình 2 triệu. Hẹn lần sau nha. Ở đây có đồ nam và cả đồ nữ luôn nha mọi người. Đó, khi mà bạn qua bên đây thì những bạn của showroom sẽ tư vấn cho bạn luôn là quần nào sẽ đi với áo nào luôn. Tại vì sẽ fit thành nguyên một bộ rất là đẹp. Có lẽ có giá xong. Bây giờ coi mình mất hứng lắm. Bây giờ để coi còn đồ nào đẹp nữa không. Quần này, một xanh luôn. Ổn không? Ổn. Thử đồ cho mọi người đợi tí xíu lắm xem nha. Còn bây giờ mình vô coi kỹ quá. Bạn ơi, cho mình lấy bộ này với lại bộ này. Bộ này mình nha. Em ơi, em có 2 triệu ạ. Tuấn đi biết đâu 2 triệu sao chị? Bộ này của Tuấn chỉ giá là 1.4 triệu nhá. Áo là 650, quần là 750. Còn bộ này thì... Khoan tới áo nhiêu? Áo là 650.000. 650.000, còn quần là... Quần là 750.000. Là 1.4 triệu. Bộ này thì áo là 650.000. Quần là 1.5 triệu. Nhiều ta? 2.150.000. 2 triệu nhiêu? 150.000. 2.150.000. Là 1 bộ thôi đó bây giờ. Đâu, 2 bộ chứ. 1 bộ. 1 bộ là 2.150.000. Còn 1 kia là 1.4 triệu. Thì em chọn đi 1 trong 2 bộ. Em thích bộ nào? Vô 2 bộ luôn được không? Để em sẽ chọn bộ đen. Đó, 2.150.000. Thì chơi mượn 150.000 đi. Không lẽ bây giờ mình kêu sơn gắn bó 2 năm rồi em mượn gì em cho nó mượn. Quay phim cho anh mượn 150 đi. Em chưa có lương. Cho anh mượn 150 đi, thì bạn của anh Phúc quay vlog. Chưa có nhận lương. Bây giờ không lẽ mượn người 150.000 thay cho anh mượn 150.000 thay. Sao em không năn nỉ bạn giảm giá cho đi. Ồ kỳ lắm, kiểu cũng mất công lắm. Thôi khoan từ đó nè, giúp anh giảm. Vì cảm ơn Tuấn đã đến ngày hôm nay. Mình sẽ giảm cho Tuấn 10% xe đồ này. 2.150.000 mà giảm 10% này. Chịu đi. Ừ, chịu đi. Đủ á, đủ. Ê, còn em đừng có suy nghĩ, tôi cũng thấy là giảm hơn rồi nữa. Không được. Bây giờ em chọn đi bộ nào. Chắc. Không, bộ này đi.
Bộ này, tại vì bộ này đẹp quá. Mình đẹp bộ nào tuấn mặc đẹp hết. Cố là mình bớt 100% rồi đúng không? Dạ cuối rồi không? Dạ cuối rồi. Rồi ok. Thì tôi muốn lấy cái bộ này. Ok. Thì cái bộ này. Tết ở một cái nữa. Một cái giờ. Sau cái clip này thì mọi người có thêm một cái sự lựa chọn về dịp Tết là mọi người sẽ mua cái gì. Nhưng mà qua cái clip này thì mọi người cũng sẽ thấy được một sự thật là quản lý của Tuấn đối xử với Tuấn như thế nào, staff của Tuấn đối xử với Tuấn như thế nào, cameraman đối xử với Tuấn như thế nào. Chỉ có duy nhất một cái bạn này thôi. Ủa bạn cho mình hỏi là cái showroom của mình nó có bao nhiêu chi nhánh? John thì có 2 chi nhánh. Đây là showroom thôi, còn ở Hà Nội có một store. Store bự hơn. Đúng rồi, chính xác. Thì store đấy nằm ở số 8 trên 495 Trần Khát Trân. Hãy bài đọc lại. Số 8 trên 495 Trần Khát Trân. Số 8 trên 495 Trần Khát Trân ở ngoài Hà Nội cho mọi người. Thì cái store ngoài Hà Nội thì to hơn, thì mọi người hãy tới đó. Còn nếu như mà mọi người ở Sài Gòn thì mọi người hãy tới với lại showroom 59 Sạc 10 B Phạm Văn Chánh quận nhất. Rồi, hôm nay cảm ơn bạn rồi. Cho mình thanh toán nha. Ok, thank you. Thì làm thử thách đầu tiên tại shop. Hồi nãy bạn cho mình hỏi là cái shop này đọc đúng, đọc cái store này đọc đúng tên là John and Don đúng không? Chính xác. John and Don. John and Don. Rồi, John and Don. John and Don, bạn hãy tới nghe John and Don để có đồ Tết mặc nha. Còn bây giờ Tuấn sẽ tới với store thứ hai. Let's go. Bây giờ là store thứ hai. Store của mình là tham của mình. À, thì cái địa chỉ của mình là bao nhiêu Võ Văn Tần nhỉ? 380. Thì vẫn là thử thách cũ. Tuấn sẽ có 2 triệu để mua đồ ở shop này. Bây giờ Tuấn sẽ đi đảo một vòng cho mọi người xem nha. Ở đây là những mẫu, đa phần nó sẽ là những mẫu basic hơn, đơn giản hơn. Hồi nãy là ở do đình đất thì cũng đã chọn kiểu mà mạnh chất rồi. Thì bây giờ kiểu mình sẽ basic một tí. Một cái chiếc áo sơ mi như vậy sẽ là 690.000. Chiếc vải này mọi người có thể mặc với đâu.
Bây giờ Tuấn sẽ thử đồ cho mọi người xem. Let's go. Tiền thôi. Tính như mình là 300. Một cái bao nhiêu mà em lấy 3 cái mà em rồi tính tiền? Em nghĩ chắc dưới 2 triệu hả? Em biết coi giá không? Áo này của mình là 1 triệu 6 anh nha. Hồi nãy thì đã nói hết rồi. Áo này của mình là 450. 1 triệu 6 450. Em trả lại cái nón cho người ta nữa nè, nón chưa tính tiền kìa. Áo này của mình là 1 triệu 7 á. Ừ. Còn cái nón nữa bao nhiêu em? Dạ cái nón của mình là 350 á. Tổng cộng của mình là 4 triệu 100 nghìn. Ừ. 4 triệu 100 nghìn cho 4 sản phẩm. Thế mượn đi chị. Em không muốn mượn cái gì, mượn khách mà mượn cái gì. Quê chị. Quê bình thường, mọi người không biết em là quê. Cái thôi em đừng có dở lại cái bài cũ. Cảm ơn đã quen. Em dám cho mượn đâu. Rồi. Thì em chốt lại nè. Thôi bây giờ mình mua. Thôi lấy cho mình cái áo khoác với cái áo thùng đen đi. Với cái nón nữa. Em cứ quên cái nón hoài, cái nón chưa trả tiền cho người ta mà. Rồi quên cái nón chưa tính tiền luôn. Ờ. Ok, bây giờ mình lấy cái nón với hai cái này đi. Cái nón. Cái áo khoác xanh. Với lại cái áo cùng đen. Đúng rồi. Tạm biệt nha. Là tổng cộng là 2 triệu 500 ngàn một 3 cái. Phải mấy cái bớt không? Thì hiện tại là rất là may mắn trong đợt này bên em đang có chương trình off 20% cho khách hàng, tất cả mọi khách hàng luôn. Thì hiện tại order của mình là 2 triệu 500 ngàn, thì có thể off cho mình 20 là 500 ngàn, hoặc là chẳng bon 2 triệu. Chẳng bon 2 triệu luôn. Đấy, khoan, từ trên hỏi là cái chương trình này áp dụng tới khi nào vậy? Dạ chương trình ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Ủa, ngày hôm nay ngày cuối cùng? Dạ đúng rồi. Đó, cho nên mọi người thấy không? Tôi bất tử sống tốt và luôn luôn có một người thương hoặc các bạn bè, chứ không có như ai kia, giống như là không phải giống như là quản lý, giống như staff hay là cameraman. Bỏ lời tôi à, cảm ơn bạn. Dạ vâng ạ. Thôi vậy bạn tính được tốn hai cái áo này đi. Dạ vâng. Mình làm ơn, mình làm đúng thử thách đi, mình đưa cho người ta 2 triệu đi. Đây giờ mình đưa chặn phone cho bạn. 2 triệu. Nhân đủ 2 triệu anh nha. Chẳng bò. Dạ rồi, bia để bên trong luôn anh nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi. Em xin cảm ơn ạ. Rồi. Như vậy là ngày hôm nay Tuấn đã đi được 2 store để mua đồ Tết và vượt qua thử thách một cách rất là kiêu hãnh. Và qua những thử thách này thì mình nhận ra một số người xung quanh mình luôn tốt với mình, rất tốt và đồng kép. Cảm ơn em, rồi bye bye em. Dạ. Bye bye, 2 triệu chẳng bom nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Còn bây giờ thì ăn Tết thôi, chúc cho mọi người cái Tết thật là vui vẻ nha. Bye bye.